Núi Đôi Quản Bạ, tuyệt tác của thiên nhiên Hà Giang. Đến Hà Giang, nếu bạn muốn một lần hòa mình và chiêm ngưỡng những tuyệt tác của thiên nhiên thì hãy tìm đến Núi Đôi Quản Bạ nhé. Đây là một trong những điểm du lịch thu hút khách mỗi khi có dịp ghé thăm vùng đất này. Khi đến Hà Giang, không ai bảo ai chắc chắn cũng sẽ muốn chứng kiến tận mắt kiệt tác của thiên nhiên và nghe những truyền thuyết cảm động về Núi Đôi Quản Bạ. Núi đôi tròn trịa, quyến rũ như đôi nhũ căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng giữa núi rừng kỳ vĩ. Và để được tận mắt chứng kiến tác phẩm nghệ thuật này thì từ thành phố Hà Giang du khách phải vượt qua 46 km về phía bắc để đến với cổng trời Quản Bạ. Đây chính là địa điểm thích hợp nhất để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của ngọn núi đôi này. Nhiều du khách tham gia cũng bật mí cho nhau trèo lên cổng trời này để có được bức hình độc đáo lưu giữ kỷ niệm cùng với núi đôi. Bởi vì nếu bạn có dịp đứng trên cổng trời này vào sáng sớm, bạn sẽ được ngắm nhìn mây mù giăng kín ngọn núi. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời để chụp ảnh. Sở dĩ người dân nơi đây gọi là núi đôi bởi vì hai quả núi gần như bằng nhau được xếp song song. Và mỗi mùa đôi gò bồng đảo của thiên nhiên ấy lại được tô điểm màu sắc khác nhau và du khách khi có dịp ghé chân vào thời gian nào cũng có những trải nghiệm thú vị. Đến vào mùa xuân bạn sẽ thấy hoa khoe sắc rực rỡ khắp sườn núi. Mùa hè lại đặc trưng với đồng lúa xanh rì. Còn nếu bạn đến đây vào mùa thu thì vừa có thể ngắm hoa tam giác mạch ở khắp vùng đất, vừa có thể ngắm màu vàng của đồng lúa chín. Mùa nào ngọn núi đôi cũng tràn trề sức sống. Những truyền thuyết cảm động về núi đôi Quản Bạ. Núi đôi Quản Bạ là một tuyệt tác nghệ thuật từ thiên nhiên, tuy nhiên với trí tưởng tượng của con người thì cái gì cũng có thể giải thích được. Ấy vậy mà ngọn núi này lại có rất nhiều truyền thuyết cảm động được dân vùng này truyền từ đời này sang đời khác. Và chắc chắn nếu đến du lịch Hà Giang và thăm địa điểm này, bạn sẽ được người dân nơi đây kể lại. Chuyện kể rằng ngày xưa vùng đất núi rừng này có một chàng trai hơ mông tuấn tú và thổi đàn môi rất hay. Tiếng đàn môi của chàng trai vang động cả núi rừng và bay cả lên trời, lay động trái tim nàng tiên hoa đào. Nàng đã tìm xuống trần gian và nên duyên vợ chồng cùng chàng. Tuy nhiên khi mới sinh được một bé trai kháu khỉnh thì bị bắt lên trời. Hoa đào xin Ngọc Hoàng được ở lại để nuôi con nhỏ, tuy nhiên Ngọc Hoàng không nghe. Vì thương con thơ khát sữa, nàng đã để lại cặp nhũ ở trần gian. Nhờ có vậy mà đứa bé mới có thể lớn nhanh như thổi. Sau này cặp nhũ của nàng tiên hoa đào biến thành ngọn núi đôi bây giờ. Dân trong vùng còn kể một truyền thuyết khác về ngọn núi đôi Quản Bạ làm cảm động bao du khách. Đó chính là câu chuyện về một chàng khổng lồ đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp tại vùng đất này. Và vì tình yêu đó, chàng đã vượt qua nhiều non cao, núi sâu để tìm đến với người yêu. Tuy nhiên để lấy được cô gái, chàng trai phải vượt qua lời thử thách của gia đình cô gái đó, là có thể ngăn được sông Đông Hà chảy ngược vào thung lũng nơi gia đình cô gái đang sống. Chàng khổng lồ ngày đêm đem những quả núi về đắp dòng chảy sông Đông Hà. Tuy nhiên khi đang làm thì chàng nghe tin mẹ mất. Chàng vội vã quay về chịu tang mẹ và không bao giờ trở lại nữa. Người con gái đó ngày ngày ra xem công trình giang dở của chàng khổng lồ, rồi chờ đợi quá lâu mà hóa thân thành ngọn núi đôi hiện nay. Những câu chuyện cảm động này được người dân nơi đây kể cho con cháu và du khách như nhắc nhở về tình người ấm áp nơi vùng đất địa đầu Tổ quốc này. Du khách còn có thể tham quan ở những địa điểm nào gần núi đôi Quản Bạ. Để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của núi đôi thì chắc chắn du khách nên tìm đến cổng trời Quản Bạ. Và khi đã có những giây phút thư giãn với tuyệt tác thiên nhiên núi đôi thì bạn cũng có thể khám phá một chút về cổng trời Quản Bạ. Cổng trời Quản Bạ là một khe hẹp giữa hai đỉnh núi chỉ đủ cho một con đường chạy qua. Đường lên cổng trời khá ngoằn nghèo và khúc khuỷu, tuy nhiên khi đã đi một đoạn đường dài khó khăn thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời nhất. Rời cổng trời bạn cũng có thể trải nghiệm cuộc sống thường ngày và tìm hiểu phong tục tập quán của người dân nơi đây bằng cách tham quan làng du lịch cộng đồng thôn Nạm Đăm, làng văn hóa thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám với nghề dệt thổ cẩm, làng văn hóa người Tày ở thị trấn Tam Sơn. Tại đây bạn có thể thoải mái thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng ở nơi đây như rượu ngô Thanh Vân, đậu tương, gà xương đen, men mén, bánh tam giác mạch, và nếu may mắn bạn còn có thể tham dự những lễ hội độc đáo của người dân nơi đây như lễ hội cầu mùa, lễ cúng cơ mới, lễ cưới hỏi, đặc biệt là lễ cấp sắc. Khi lưu trú tại nơi đây bạn cũng có thể ghé thăm chợ phiên xã Quyết Tiến để mua một số quà lưu niệm cho gia đình. Phiên chợ này nằm ngay dưới chân núi cổng trời và đường đi cũng khá dễ dàng. Thưởng thức một số món ăn và cảm nhận được bầu không khí sôi động của những phiên chợ vùng cao này nhé. Khi đến du lịch Hà Giang, đừng quên ghé thăm núi đôi Quản Bạ và những địa điểm du lịch xung quanh. Chắc chắn cảnh đẹp cũng như những phong tục văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây sẽ khiến du khách không bao giờ quên trong suốt cuộc hành trình khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang.